và 8 giờ tối mai 9:30 sáng chủ nhật tại rạp xiếc Trung ương, vé bắt đầu bán rồi. Xiếc Trung ương, 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 rạp xiếc Trung ương mời bà con đón xem xiếc hay cuối tuần 5 giờ chiều mai 8 giờ tối mai. Đây đây đi xe máy à? Xe máy từ đầu. Nhà quê chủ nhật Hà Nội nhà quê không có một cái gì. Nhà quê họ còn mang cả ô tô đi. Thế tôi sẽ lên xe máy tại vì ô tô thì đi đã tốn kém nặng nách và các mắc này này tắt đã trời sẽ đèn đỏ tắt. Tất cả, mình có cái tay đèn đỏ.